Nè thêm này, tôm đã không? Đã sống rồi. Hả, à, tôm này sống được không? Đã rồi. Đã rồi nha. Nó làm co ro thế này rồi. Bây giờ mình ăn nó nhé. Bắt được một con mực nang nha. Đẹp chưa? Định làm con mực nang này rồi, bắt lên đi ăn đây. Được đấy, con này hơn ký không? Trời ơi, con sống rồi đấy. Đình thui vậy ạ. Rồi, rồi. Rồi, xem nào. Con này cái con này tầm bao nhiêu ký anh? Cỡ? Em căng lên thôi, lấy cái đó cộng. 1 ký 700 hay 600? Dạ, 1 ký là 600, căng lên bao nhiêu? 600 nghìn. Căng đường căng nước nghe à. Con nước là không có trả tiền đâu đấy. 1 ký 3 con hả? Dạ. 1 ký 3 con to. 1 triệu 3 1 ký cũng nhiều tiền đấy nha. Bắt lên xem gì chị nha. Thì... Rồi rồi, đợi anh đợi em xuống. Rồi rồi. 1 ký 3 con thôi. Nhưng mình lấy 1 ký cũng được nè. Rồi mình thắt rồi mình kết đôi đi ha. 1 ký nữa mà 3 con nó có thể hơn 1 ký ha nè. Rồi rồi, lấy 3 con đi. Dạ, lấy 3 con lên. Lấy cái sò cho em. Xin cái sò. Đây tình tách nha. Úi. À vô. Có con nào to hơn không anh? Có anh, có lửa lớn nha. Con nào to đi. Đâu, lửa lớn này. Con này đổi đi. Con này thêm này, con tôm đã không? Này sống rồi. Hả, tôm này sống được không? Đã bán rồi. Đã rồi nha. Đã là do là gì bốn con đi. Bốn con luôn, bốn con ra được người nữa. Thêm con đi. Ui, à. Có được bốn. Ui. Chắc ghê đúng. À đâu mày có mày. Con nó vào. Bây giờ là làm món mù tạt với hấp nhá. Làm mù tạt hết mình lột da cho mình đấy. Ui. Mình lặn cho mình lấy da này mình mới xích mù tạt được. Chờ có da mình sao mình ăn được. Rồi. Cái da đó bỏ rồi, da đó bỏ. Da bỏ. Da mực cũng ăn rồi. Phi thế. Hả? Ở trên núi bọn em ăn hết da đấy. Da đi nói luôn. Ông lấy cái da ra. Lấy da ra nó ngon, hấp nó mới mềm. Lấy da ra. Ngon lắm. Ai chơi mực nang nhưng mực nang ăn được biển này mực nang. Đừng có bỏ đáo cái này là gây mê nó rồi chị. Dạ, gây mê nó mình luộc ăn. Cái 1 ký 4 con này 4 lạng nữa là 1 ký 8 nha. Đúng không? Đây, coi. Ok chưa? Không. Rồi, ký 8, ký 8. 1 ký 8 nè. Còn cá mú là bao nhiêu? Để em con lên cho. Con này được 9 lạng thôi. 9 lạng đúng rồi. Ok nha. À. Chưa tới 500 mà nhỉ, thoải mái. Đúng rồi, thoải mái. Có 495 ngàn thôi. Con cá mú nấu cháo với hấp nha. Tôm hùm là hấp nè. Rồi bây giờ em chế biến cho nhà mình nha. Rồi, chế biến đi. Rồi xong rồi, bây giờ mình chỉ va vô cầm đi cho hấp thôi. Rồi. Cái này là mình hấp. Đó, còn một miếng này mình thái mỏng ra mình làm ăn một tạc. Một tạc. Đúng rồi. Rồi, ăn sống mình sẽ cũng nóng ra là sức gì quá là nói. Ăn sống cái mù tạc đấy. Mù tạc đấy. Cái này nó vừa đẹp. Bây giờ mình ăn luôn nó có tan không? Mình ăn luôn, mình lấy cái dừa đá là nó càng giòn nữa, mình bỏ ra đá mình lấp để vô cái bình nhựa. Rồi mình bỏ tan tí lên hành ngò ớt vậy. Cái khác màu đồ. Đây tí ăn với mù tạc à? Mù tạc xì dầu như lát kẻ. Có đầy đủ rồi anh ạ. Làm kêu ai là tiếng là chơi gì đó. Kêu bơi cano kìa. Ở đây có dịch vụ bơi cano. Có bao nhiêu là sao? 19 con cá, 06 sao bỏ vô hấp. Rồi chờ nãy giờ thì nhà bếp người ta cũng đã chuẩn bị xong những cái món ăn. Hôm nay là có tôm nè, rồi cua, ốc, rồi mực, rồi đầy đủ các kiểu luôn cả nhà.
Bây giờ mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Phê anh ạ. Bây giờ này mình ăn trước cái em ăn món gì? Là làm con tôm anh em mình chia đôi nha. Con tôm đi. Nghe xem nè, tôm nãy nó bay nhảy, bây giờ nó nằm co ro thế này rồi. Bây giờ mình ăn nó nhá. Rồi, kiểu gì nhỉ? Anh lấy cái này nè, anh cắt. Anh thích ăn cái đầu hơn. Đầu hơn đúng không? Cái đầu có cái gạch của nó. Vừa nóng hổi vừa ăn vừa thổi cả nhà. Cái đầu nó gạch. Cái gạch ăn nó đã lắm nhỉ. Thế nhỉ? Nhưng mà anh phải cắt được để em cắt cho đấy đi. Rồi. Đấy. Giờ làng biết ăn là thịt dê thôi. Về giờ. Vào biển mình cũng không ăn được. Cái chân của nó nhưng mà cũng ăn được nhỉ. Mình ăn được anh. Mình để chân nó đóng rồi tí mình ăn nha. Dạ. Để một đống chân đi. Wow, đây này. Mời giờ làng ăn nhá. Chia nhau ra, chia nhau ra. Ăn đi, em có rồi, ăn nhanh đi. Anh chăm nguyên cục như này ăn mới sướng anh ạ. Em có đây này. Thử nhá. Dạ. Mời cả nhà nhá. Em đi dùng đi mời em đi. Mời ăn nhá. Còn con tôm nhưng mà rung luôn cả nhà ơi. Nó ngon, chắc là ngon lắm nhỉ. Ngon không? Ai em? Ừ, đi rồi, em ăn rồi. Ngon quá. Em có rồi, ăn đi. Đi không? Dạ. Ăn đi. Wow, nó ngon nha. B. Tôm chưa? Ăn tôm đi. Nó ngon kìa. Sao đuôi con gỡ ra khói nè. Nhiều món ăn đậu á. Món mới kìa. Tôm ngọt ghê nha. Cá hấp. À cá hôm nay mình chiên một nửa đúng không? Anh để đây, để đây. Đó quá. Cảm nhận như thế nào? Dạ lạc. Ngon. Ngon nhờ. Này cá hấp này. Đây là cá. Cá hôm nay mình chia ra hai đôi, hai bên đấy. Hai bên, chia hai bên rồi. Đây là nấu cháo này, cái này hấp này. Đi dùng đi bi. Mùi ngon như này, ăn là uống thôi. Nhí, ăn đi nhí. Ăn nhí rồi. À, uống kìa. Uống bia nhí không bia? Nhí uống nước ngọt đây. Uống nước ngọt đây. Cả đàn tôm rất quá ngon rồi nhờ. Hút cái này mới sướng rồi. Đầu nó như là nó ngọt hơn nhỉ, nước nhỉ. Ở cái vị trí biển này là gọi là biển Hòn Khô đó cả nhà. Có MB ở đây ở Quy Nhơn, anh em mình đã quen biết nhau cũng lâu rồi. Thì hôm nay xuống Quy Nhơn thì cũng đã được đi tham quan mọi nơi và được thưởng thức những cái đồ biển. Rồi MB dẫn đến khu vực này là Hòn Khô này. Dạ đúng rồi. Thôi mời em đi, chúc sức khỏe nha. Cảm ơn em nha. Hòn Khô ý nghĩa của nó là gì anh nhỉ? Nó đặt Hòn Khô đó. Hòn Khô là theo anh nghĩ là nó là một cái hòn đảo nhỏ đó. Lớn lên ở chỗ biển mà nó không có cây cối gì mọc ấy, còn đá không nó khô. Khô thì người ta gọi là Hòn Khô. Dạ. Mình từng là trước là cái nước biển nó khô chứ. Nước biển thì khô, sao khô được em? Món thử đi. Thì anh dùng cái món tôm mù tạt đi. Mù tạt đi. Món này cay cay nóng nóng của mình là mình khoái lắm. Ăn đi được siêu. Chấm ngọc vô. Người ta còn chấm ngọc vô chứ. Mực. Mời cả nhà nhá. Món mù tạc nó cay là mũi lắm mọi người ơi. Mời nhá. Ngon. Hơi nhẹ. Dạ. Ba cái này được này, nó được này. Nói. Cũng là những món của MB nè. Dạ. Cảm ơn em dẫn anh đi chơi chỗ biển nhá. Dạ. Cảm ơn anh nhá anh em.
Nhưng mồi đi em ơi. Dạ. Dạ. Anh tôm nữa đi. Anh tôm đi, anh tôm đi. Anh ăn hết con tôm này. Anh ráng anh cho hết đi, anh nấu á. Cái đầu của nó ấy. Cái đầu của nó ăn vẫn ngọt hơn. Ừ. Đầu của nó nhiều gạch, ngon lắm. Cái đầu của nó gạch nhiều ấy. Gạch nhiều, ngọt. Ừ, đây rồi. Lấy kéo đây này, kích ra. Kích ra. Kích ở chính giữa, chính giữa. Đó. Rồi kích ở dưới nữa. Kích ở dưới, còn kích chính giữa vậy luôn. Ừ. Ăn ăn cua à, ăn tôm là ngon thật nhưng mà bọc nó hơi khó nhỉ. Đó. Wow, đặt lên cái đá này. Ăn đi em. Cứ ăn nhanh đi, ăn nhanh đi. Em bị, em bị. Nó vừa thấu vậy, ăn lên nghe đây. Đây đây. Cạch của nó khá là béo. Ngọt béo lắm. Béo ngon. Hôm nay thì anh em mình tí ăn ăn uống xong mình là tắm biển nhỉ. Đúng rồi, mình xong tắm. Tí mình có thể bắt được cá ở dưới biển kia không anh? Chắc bắt được, cái đó là làm sao mình bắt được nữa. Cá nó chạy mình quen rồi hả, cá bự rồi hả, mình bắn nó, bắn nó được. À, bắt được luôn. Dạ, yeah, bắn cá súng bắn cá. À, dưới nước á mình bầm lại xuống đó mình hơn đâu mình lại. Ủa mà tao nói anh thường đi rừng vậy, em nói anh có cái loại trà nào mà uống mà nó ngon ngon rồi mà lập cơ thở rồi hả? Uống ngon ngon rồi hả? Ở đây chỗ anh là có anh hay đi rừng mấy cái loại mà anh hay uống nấu trong đống lụa á. Là uống mấy bữa em thấy anh có mấy đi rừng thì rừng cả mấy cái loại trà mà uống rồi nó mát nóng. Mát rồi nóng trời nóng thì uống nó giải độc gan rồi. Đúng rồi. Anh có mấy loại đó không? Có cái, những đó. Cái loại đó là cái nấm linh chi liêm xanh ấy. Đấy. Đây đây. Hôm nay anh cũng có mang theo sẵn đây này. Mấy lần anh nấu ở trong video đó là nấu cái loại nấm linh chi liêm xanh này. Cái công dụng của cái nấm linh chi liêm xanh này là nó ngăn ngừa những tế bào ung thư và nó giúp về những cái bệnh như là viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, mát gan rồi giải độc gan rồi. Cái loại này mình uống chung với hoa đu được đấy. Bây giờ anh cho em mấy cây nhá. Sau rồi tí nữa là ra kia anh cho thêm một cái nấm hoa đu đủ nữa. Nấu nước uống về đây mát nữa. Về nấu nước uống thì dùng mà cảm thấy nếu mà được nữa lần sau cho tiếp. Cái lọ này thì anh cũng khán giả đi kênh của anh mua xong rồi anh cũng hay đi vào rừng lấy đấy. Đấy này. Đó. Như cái lọ đây, cái lọ đây về mình nấu nguyên tay luôn hả? Dạ mai này nhỏ ra. Để nhà đấy. Nguyên bông mình là cần dạ bệnh. Để mình ví dụ như một lần mình nấu thì là mình nấu mấy tay. Một lần nấu thì về tùy mình uống đắng thì nếu mà mình uống đắng được á thì mình nấu khoảng 2 tay đến 3 tay. Còn ví dụ như mình uống đắng không được á thì mình nấu khoảng 1 tay thôi. Mình đun đi đun lại 2 đến 3 lần xong rồi mình mới bỏ cái xác này, chứ đun một lần rồi bỏ đi thì phí lắm. Dạ đúng rồi. Một lần 2 tay là mình nấu khoảng được mấy lít nước? 2 tay này nấu khoảng 2 lít nước. Trời ơi, tính ra cái đây uống 2 lít nước mà uống ngoài á đó. 2 lít nước uống trong một ngày là vừa đủ luôn đấy. Với cho thêm một nhúm hoa đu đủ được vô nữa thì nó sẽ hỗ trợ về những cái tế bào, những cái về bệnh gan rất là tốt. Viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ với chống béo phì. Vậy là em chống béo phì là em uống này. Đấy, đúng rồi. Tặng cho mấy cây về uống này. Ok anh. Chưa? Vậy cái đây là uống được 5 ngày này. Đó. Đến thử coi. 2, 4, 7 tay. Hai tay là mình uống 2 ngày. Hai tay đúng rồi. 2 lần là 2 ngày. Nấu 2 lần. Và cái đây được 7 ngày là xuống được 2 kg này. Nấu 3 lần. Nấu ba nó đi nó lại 2 đến 3 lần. Ít nhất là 2 lần. Ví dụ như trời mà nắng quá thì mình bỏ trong tủ lạnh đó, mình lấy mát mình uống. Dạ đúng rồi. Đấy, uống là giải độc gan rồi. Đúng rồi, gan nhiễm mỡ đấy, uống hỗ trợ gan thì tốt, rất tốt luôn. Vậy là có tí cây nào mà mình uống vô là mình tăng sinh lý. Tăng sinh lý hả? Dạ. Tăng sinh lý có chứ, nhưng những cái của anh đang có những cái bài thuốc về đặc trị về sinh lý đấy. Dạ. Thuốc đặc trị về sinh lý đây nè. Lúc nãy anh cũng đưa cho xem là cái lọ này cái lọ này là thuốc đặc trị về sinh lý. Công dụng của nó là bổ thận tráng dương, chữa yếu sinh lý, chữa xuất tinh sớm ở nam giới và chữa đau lưng mỏi gối rồi tê bì chân tay được hết. Lọ này mình ăn được mà mỗi ngày mình dùng, ví dụ như một bữa mình dùng khoảng cỡ 10 viên. Yeah. Mình bỏ mình nhai luôn vậy nè. Anh thử coi. Một lần nhai khoảng 10 đến 15 viên. Ngon mà. Một ngày nhai 3 lần như thế là nó sẽ chữa về cái bệnh yếu sinh lý, xuất tinh sớm. Thì
ngon mà. Ngon không? Ngon luôn. Dạ, bị xin lấy không? Sơ sơ. Chúng ta này xin nữa chứ nào. Nó xin đấy cả năm rồi, chúng ta chắc nó xin nữa chứ nào. Thì bên mình thì hiện tại cũng đang có cung cấp những cái mặt hàng về yếu sinh lý này, viêm xoang này, dạ dày, xương khớp và đặc biệt là thuốc tiền gút. Người có nhu cầu sử dụng những cái bài thuốc này thì hãy liên hệ với Zalo 0328058111 thì sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người. Thì bây giờ anh em mình dùng màu đi, bộ dạ. Mọi chuyện riêng thì gác qua một bên đi. Năng ly này dạ. Cho rồi bỏ nó bì đi, tí đòi lại nha. Dạ, mà okay. Anh em đi siêu. Ok anh, uống đi em, xong ăn ngon gì? Nhi uống đi. Đây là để làm gì đây? Ngồi đây. Dạ, mình có đó đỡ xuống nước mà mình có gì con á. Xuống là cái này, xuống là cái xuống là cái kiếm xe á, mà đỡ nước xe mồ có kéo mình nhá. À, vâng, vâng, ok, hợp lý. Dạ. Tôi ra đường xuống nước cũng được hả? Dạ. 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 Nhiều lắm. Ở dưới nhỉ? Ờ, xíu nó đưa này, xuống quay này. Quay sang hồ dưới này. Quay để bên ngâm cá đồ này kia đúng không? Quay cá rồi, sang hồ dưới này. Đầy đầy. Cá cho dưới nhiều ấy. Nhiều. Nó bắt được không? Không biết. Bữa nhà nó nói là chụp nó. Bỏ biến kịp đâu. Đâu con không, cái này con không? Đeo này được. Đeo cái này đó, xuống dưới nước là mình mở được mắt ra ấy mọi người. Mình bỏ cái lùm mũi vô trong nha. Dạ dạ đúng rồi. Bỏ lùm mũi trong rồi cái miệng bỏ ngoài. Nước này vô từ hai bên hông mắt mình ha. À, mình đã biết là mình lấy hơi bằng miệng. Không có bằng mũi, không có mũi. Lấy hơi bằng miệng. À, dùng hơi của mình đủ hơi mình đỡ ngấm. Nước thì nào đủ hơi nước mình lên lấy hơi lại từ bằng miệng ha. Lấy hơi bằng miệng. Và thụt mũi không được thở. Không hơi mũi à. Em thử nha, em thử nước nào. Thử ra. Không thở mũi. Để vô con nó đi cho nó. Xuống nước là không có thở. Xuống nước là mình không có hơi mình thở. Nhưng mà mình kia mình hết hơi rồi, mình đủ hơi rồi. Xuống nước mình lấy hơi lại từ mẹ. Ô ô ô. Mũi à. Rồi. Gương này sẽ làm cho sao hô của mình rất là sáng và đỏ ra nha. Wow, lạnh thế. Đã lắm, đẹp lắm. Đã đúng không? Wow, đẹp lắm. Đẹp lắm nhưng mà mình không đủ hơi để thở, đi lấy nó đâu, không đủ hơi để thở đâu. Mình sẽ... Ôi à, đẹp lắm. Nhảy xuống dưới rồi mình sẽ ngâm con cá nhé các bạn. Mình phải đeo cái này để mình ngâm xuống dưới để cho nó thoải mái mọi người ạ. Cái này được quay. Đúng rồi, đúng rồi. Đưa cái này nằm. Quá đẹp quá. Đẹp lắm. Mình sẽ lấy hơi bằng xuống nước là mình không có thở, mình cứ ngậm là mình xuống tiếp nha. Khi nào mình đủ hơi là mình ngước mặt lên. Dạ dạ. Rồi mình lấy hơi lại được rồi. Okay. Rồi nhảy đi. Đẹp lắm nhưng mà không đủ hơi. Không đủ hơi à, mình bơi ra khu vực đó à. Mình bơi ra ngoài xa luôn ha. Đẹp nha, đẹp nha. Đẹp nha. Không đủ hơi đi xuống xa đâu. Hơi xíu nha. Con tắt cái đường. Đi xíu nữa rồi. Tại sao không thấy mình ba mình thơ bình hơi mà thơ bình mình đi dưới nước đi, mình trải nghiệm san hô luôn. Dạ. Lần đầu tiên trong đời được đi như này đó mọi người ơi. Bình này có nạo anh à? Hay lắm mà xuống nước là không sao, xuống nước là không có trồng lợn. Wow. Bình này 6 cân á. Xuống dưới đâu có ký nào không anh? Quá hồi hộp quá. Có ký nào đâu. Chứ bây giờ nó đánh vậy đâu. Vừa đủ đúng không? Vừa đủ cái chuẩn của nó. Đây là cái gì đây?
Vậy cái chì đó mình chìm á anh. Đây nó làm cho mình chìm á hả? Đúng không? Không, không. Còn cái áo anh bận là cái áo phao á, như áo phao vậy á. Rồi bận cái áo này nổi à? Nhẹ nó nổi. Cái áo này đó tập bơi tốt lắm. Hay nha, lần đầu tiên trong đời được anh không biết nhảy đâu. Đây là cả bộ phim. Đấy, đây, đây, thế này là đi lạc sống. Đấy, chạy chưa? Rồi, rồi xuống đi lạc được rồi đúng không? Ta mình lấy cái nào? Lấy cái đầy vô muối nhỉ? Em vô luôn hả? Để em thử nhé. Đeo vô anh ngậm này, anh hút vô, hít cho. Hít vô thở ra, hít vô thở ra. Kiểu kính có vài kính luôn tao luôn được à? Cái cũng khó đó nha. Không, giờ, khó giờ, không giờ lắm. Giờ mà. Đi vô vô chứ nào? Tập chưa? Thôi xuống dưới này có anh đã tập rồi. Hít vô thở nhẹ. Hít vô thở nhẹ. Thở từ từ thôi. Rồi rồi. Chào đi này. Em hãy thở bằng miệng không? Không thở mũi nha. Thở mũi là nó hút vô bằng miệng, thở ra bằng miệng luôn. Ngậm ngậm kín lại luôn. Trong nó vô nước. Dạ, nó hít vô rồi đó. Anh. Cái này đâu rồi. Ok chưa? Lần đầu tiên làm thở lặng đây mọi người ơi. Để ra những cái thức stream video đẹp thì anh em mình cũng đã mất khá nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị nha mọi người. Mọi người xem video này thấy thì nhớ cho anh em mình nhiều like, nhiều ủng hộ để anh em mình có tinh thần động lực nhiều hơn nhé. Mấy anh đi xin cái đúng mùi đó, lớn nữa mới đẹp, nó có rồng á. Rồi, đi một thắt cho đi. Thắt sao xuống. Tính bấm cái nút giữa vô là nó hết à. Ngậm chặt lại. Anh lặn tốt với dao quên á. Cái hổng ghi vô được không ta? Ổn hả? Thank you.
làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, bà kích tím, khúc hắc, múa tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc hén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút. Với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website: gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline: 0328058111, 0328058333. Gia làng Tây Nguyên, cùng bạn kết nối thành công.